Ui giời. Đây gọi là giả lập đâm vào tường là đúng hơn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và hôm nay mình đang có mặt địa điểm đó chính là showroom Hacom Đống Đa với địa chỉ là 43 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Thì hôm nay chúng mình mới xếp xong cái dàn hệ thống đua xe giả lập. Và các bạn thấy nó rất là nhiều thứ ở đây. Đây là bộ đua xe giả lập và những có trang bị vô lăng Direct Drive và cũng như là hệ thống giả lập có motion, tức là có chuyển động nha các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hệ thống trải nghiệm của chúng mình có những cái gì. Đầu tiên chúng ta một có bộ khung rig sử dụng nhôm 4080 với độ dày là khoảng tầm 2mm đến từ VNM. Các bạn thấy chữ VNM ở đây và logo VNM ở bên cạnh. Thì bộ khung này các bạn có thể có, mình có thể nói là cái cảm giác của nó là cực kỳ chắc chắn, tại vì của nó là độ dày nó gần hơn hẳn các loại nhôm khác trên thị trường, thì hơn 2mm. Và điểm rất là quan trọng đó chính là nhôm bình thường ấy thì mà các hãng khác họ sẽ là anốt bên ngoài rồi cắt, thì bên trong chúng ta vẫn sẽ phải hở vẫn thịt màu nhôm ở trong này. Nhưng mà VNM họ làm rất là chuẩn chỉ khi mà họ đã cắt xong với anốt, nên là các bạn nhìn thấy bên trong không có chỉ đẹp bên trong, bên ngoài và bên trong cũng rất là đẹp và rất là mịn màng, nhìn rất là chuyên nghiệp và chắc chắn. Và bộ khung này thì do nó là khung nhôm 4080 nên là các bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh tất cả mọi thứ, từ vị trí của vô lăng này, vị trí của bàn đạp đến vị trí của ghế, làm sao mà các bạn có một cái tư thế ngồi nó thoải mái nhất và đúng với tựa game các bạn chơi. Ví dụ các bạn chơi rally hay là các bạn chơi go-kart hay là các bạn chơi F1 hoặc là các bạn chơi GT, các bạn chỉnh ghế làm sao cho nó phù hợp với dáng ngồi các bạn và giống xe thật nhất có thể. Thì bộ khung này chúng ta có tải trọng người ngồi nó khoảng tầm là 150 cân, nên các bạn yên tâm là ngoại cỡ vẫn tải được thoải mái. Và để cho làm có cái bộ khung mà nó lắc được ấy, thì chúng ta có 4 cái motor của VNM Simulation ở đây. Và 4 cái motor này nó nhiệm vụ đó chính là làm hệ thống khung này rung lắc theo các hướng chuyển động của xe ở trong game. Thì cái bộ gọi là bộ motion này thì chúng mình cũng đã có những cái video từ trước đây ở bên cơ sở của VNM, hoặc là gần đây nhất ở Intel Techcam chúng mình cũng đã có và anh Độ cũng đã thử cái bộ này rồi. Và cái giá của cái bộ motor này, chúng ta có 4 motor và với tổng công suất khoảng tầm 3000W, tưởng ngồi những các bạn khá, nhưng mà bù lại các bạn có một cái gia tốc nó rất là lớn, và các bạn có thể tí nữa các bạn có thể thấy là cái lực chuyển động rất là nhanh đều, và cái thứ ba đó chính là rất là êm ái so với các bộ gọi là motion khác đến từ những thương hiệu Trung Quốc. Thì bộ này rất là êm và cái motor này là motor loại xịn hơn hẳn. Và để tên motor chi tiết thì mình không nhớ, nhưng mà sơ thì nó là một cái loại motor nó có 780W và lực moment xoắn nó khoảng tầm là 7 Nm thì phải, mình không nhầm mà như thế thì mình sẽ check lại. Và bất cứ một bộ motion nào đều phải có một hộp tủ điện, và tủ điện này là tủ điện cũng của VNM, các bạn thấy rất là to tại vì nó bao gồm là 4 cái driver cho 4 cái motor và cũng như là tất cả một đứa dây dợ các thứ sẽ nằm gọn trong tủ điện này để các bạn có thể không động vào, không chạm vào, tránh gây giật điện. Thì tủ điện này các bạn sẽ phải để như đây, mình để rất là gọn ở phía dưới tivi, nhưng mà các bạn để ở nhà, các bạn để ra ngoài một chút cũng có thể, để cho các bạn nó gọi là nó không gian nó thoáng đãng hơn, để motion nó mà dịch chuyển ấy thì nó cũng đỡ gọi là va chạm vào một thứ xung quanh. Thì đặc điểm các bộ motor 3 đốp như này thì khi các bạn rung lắc đâm quá mạnh nó sẽ bị dịch chuyển cái phần vị trí của cái bộ khung này một chút, nên là nếu mà ở nhà các bạn có thể để nó dịch xa một chút để tránh va chạm, nhưng mà ở đây chúng mình để ở showroom để các bạn có thể trải nghiệm, nên là cho mình phải để gần và gọn nhất có thể. Và đua xe ngoài motion chúng ta phải có gì? Phải có gear là vô lăng, là hộp số, là phanh tay. Thì ở đây chúng ta có một cái đầu tiên là bay sử dụng là vô lăng bay của Moza R5, có moment xoắn là 5.5 Nm, và cũng như là vô lăng là Moza ES, là chiếc vô lăng rất là cơ bản của Moza với kích cỡ là 28 cm, nên là các bạn có thể gọi là thoải mái chơi bất cứ game gì trên cái máy này cũng được. Và nếu các bạn thích có thể cắm vô lăng khác vào đây, không vấn đề gì cả. Và chúng ta chỉ có duy nhất một cái vô lăng và bay là của Moza thôi, và còn lại đây còn một hộp số của Moza nữa, đây là hộp số Moza HGP, và nó cũng có đầy đủ các chế độ là cắt lên số, xuống số này và số lùi phải ấn xuống một chút. Cái hộp số này thì mình thấy các bạn cũng mua khá là nhiều rồi, nhưng ở đây chúng ta chỉ có 3 thứ đấy của Moza thôi, còn lại mình cũng để. Đó chính là đầu tiên là combo hộp số và phanh tay của VNM. Thì chúng ta có một hộp số của VNM, hộp số này nó giá nó khá là cao và cao rất là gấp rưỡi cái của Moza này, và các bạn có thể trải nghiệm đó chính là sự khác biệt trong việc lên số giữa hộp số của VNM và Moza là mức giá khác nhau, chúng ta có một cái lực nó khác nhau như thế nào. Thì mình ở đây rất là khó tả, nhưng anh em dùng thì đều có một phản hồi, đó chính là cái lực của VNM thì dùng nó cảm giác cơ học tốt hơn so với của Moza, vì tiền nào của đấy mà. Tiếp theo chúng ta có một cái phanh tay của VNM, phanh tay này là VNM 1.5. Thì các bạn có thể, đây là chiếc phanh tay này chúng ta có thể ngang hoặc để dọc, đây chúng mình để ngang cho nó phù hợp với cái đấy này, cùng với hộp số, và để cho trong cùng mặt phẳng. Và các bạn có thể hoàn toàn là chơi game những đứt rally, các bạn có thể kéo phanh tay, hộp số rất là thoải mái. Phần bàn đạp này thì là một phần rất là lạ, tại vì các bạn có thể quen với những chiếc bàn đạp của VNM V1, những chiếc bàn đạp có giá khoảng tầm 13 14 triệu một bộ. Nhưng mà đây là bàn đạp VNM Mini, và chiếc bàn đạp này chỉ có giá là khoảng tầm 9 triệu mà thôi. Thì điểm khác biệt này là gì?
thì chiếc bàn đạp này hiện tại chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị bán ra thị trường, tức là chưa bán mà chúng mình đã để ở đây cho các bạn trải nghiệm rồi. Chiếc bàn đạp này chúng ta có kích cỡ là bằng thép và kích cỡ sẽ nhỏ chứ VNM full một chút, nhưng mà vẫn giữ lại toàn bộ tất cả những cái tinh tí của VNM trong mặt thiết kế và chất lượng hoàn thiện. Các bạn thấy nó nhìn rất là chắc chắn và đạm và đẹp, và mình có đạp thử thực sự là đạp nó rất là sướng và cứng. Chúng ta có một chiếc lót xeo 200 cân ở phanh và chúng ta có bàn đạp ga thì cảm biến bình thường, và bàn đạp côn vẫn là côn 3 hành trình rất là phổ biến. Và với 9 triệu thì mình nghĩ là cái bàn đạp này nó sẽ khá là hay cho các bạn nào muốn đổi gió những chiếc bàn đạp rẻ tiền hơn và muốn trải nghiệm lót xeo thực sự mà nó không phải tốn quá nhiều chi phí. Chiếc VNM mini này đợt tới mình nghĩ là nó sẽ là lựa chọn hàng đầu cho anh em trong cái phân khúc tầm quanh quanh 10 triệu. Và cuối cùng là màn hình, thì chắc chắn chúng ta phải có một cái màn hình to để đua xe, là không thể nào lệch được, đua xe là phải màn hình to rồi. Nhưng mà chúng ta đấy diện tích là không đủ, chúng mình để được 3 màn hình nên là chúng mình để một chiếc TV 55 inch ở đây để các bạn gọi là chơi và cảm nhận được kha khá một phần cái góc nhìn các bạn ở ngoài đời. Tại vì thực tế thì chúng ta vẫn nên là có 3 màn hình để xung quanh, nhưng mà không gian thì mình hạn chế, chúng mình chỉ để được là một chiếc màn hình TV 55 inch thôi. Và các bạn có thể băn khoăn là tổng trị giá bộ này bao nhiêu. Thì bộ này nếu mà các bạn mua thì chúng ta sẽ có một chiếc bộ khung kèm với cả bộ Motion Badock của VNM và chiếc ghế, các bạn thấy ghế rất là đẹp, rất là xịn ở đây, thì bộ này là 115 triệu và chưa kể những thứ khác. Chúng ta có một chiếc vô lăng và một chiếc bay khoảng tầm 11 triệu, tức là và một chiếc bàn đạp 9 triệu nữa, và hộp số này, chiếc này là 3,8 triệu, chiếc này là hơn 6 triệu và phanh tay cũng hơn 6 triệu. Và hơn nữa, các bạn muốn trải nghiệm hơn nữa, chúng ta phải có loa. Ở đây chúng mình có một bộ loa là bộ loa của Hi-Vi, bộ loa D300 của hơn 10 triệu, thì thực sự là âm thanh nó đập vào tai và rất cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc xe đua thật vậy. Và để có full một bộ trải nghiệm như này, bao gồm cả máy tính và cả TV, thì mình nghĩ con số các bạn bỏ ra nó khoảng tầm là gần 200 triệu để cho nên cảm giác gọi là tốt nhất có thể. Và bây giờ mình sẽ ngồi thử như nào vào cái bộ đua xe này. Và lưu ý đó chính là bộ này chúng mình để 43 Thái Hà, và các bạn có thể hoàn toàn qua showroom Hacon Đồng Đa để trải nghiệm miễn phí, không mất một đồng nào đâu. Đây là nơi duy nhất tại Việt Nam các bạn có thể trải nghiệm Motion miễn phí mà không mất một đồng nào cả. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử trải nghiệm bộ đua xe thì đã gần 200 triệu rồi, xem là những cái cảm giác nó mang lại nào. Ghế chúng ta có độ ngả khá là giống các size GT và các bạn có thể điều chỉnh được lên xuống, thấy rất là tiện rồi. Và cái phần này là phần duy nhất có thể dịch chuyển theo bộ máy khi mà bàn đạp, và cái này thì mình đã set sẵn để cho các bạn cao chiều cao nó có thể phù hợp được và lái không có vấn đề gì cả. 1m7, 1m6 các bạn có thể ngồi lên cũng được, và mình đang là 1m8 thì mình có thể ngồi, bạn thấy là khá thoải mái. Và cảm giác của xe đua lúc nào cũng thế, nó rất là ôm người vào đây, hai cái này để gọi là cách biệt thế giới bên ngoài. Bây giờ mình sẽ thử nhá, đây là trong Assetto Corsa Competizione. Rồi bây giờ vào đạp ga, chúng ta có một cảm giác nhẹ nhẹ là xe đang tăng tốc. Đây mình đang làm thử check ở Monza. Lót sẹo thì lúc nào cũng thế, các bạn thấy chân mình đạp thực sự nó rất là căng chân. Cái cảm nhận rất rõ của mình đó chính là cả nhà mặt đường. Khi ở bình thường thì cảm nhận mặt đường chúng ta chỉ có đến từ vô lăng thôi, trong khi đó ở đây mình cảm nhận được đó chính là độ nghiêng của xe, độ nghiêng của mặt đường ấy. Bình thường các bạn sẽ rất là khó cảm nhận được cái đấy, tại vì vô lăng mình nó không có mà. Đấy. Ui giời. Được cả cảm giác của mình đi qua cái phần gồ mặt đường ấy nó rất là rõ. Như bình thường chúng ta đi qua đây chúng ta sẽ còn cảm nhận một ít, đó chính là cái độ có vài cái rác ở trên mặt đường, sỏi nó không bằng phẳng ấy. Đây thì mình cảm nhận được bằng cả người luôn. Đây khi mà phanh, cảm giác xe dồn số xuống rất là rõ rệt nhé. Đấy, cảm giác leo cớp, cảm giác được là bánh xe của mình đang ở chỗ nào trong sách. Cái này bộ này nó có độ nghiêng, tức là khi các bạn cua ấy sẽ có độ nghiêng mà gần như là các bạn cảm nhận là xe nó đang nghiêng cua ở đâu. Và bình thường chúng ta lái ở đây, các bạn nhìn này, em ở đây thì mình rất khó cảm nhận ở vô lăng, nhưng mà ở đây ở cái bộ Motion thì mình cảm nhận được đó chính là cái phần cỏ ở bên bề mặt bên tay phải của mình. Thực sự là cái tốc độ của mình ý, khi mà mình không ngồi Motion thì có lẽ là mình sẽ tốt hơn, sẽ tốc độ nhanh hơn và lap time nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà đó là do chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái thứ bên ngoài, tức là những cái thứ như là sóc nảy cái thứ của xe ấy. Nhưng mà khi này thì đầu tiên mình trải nghiệm đó chính là cái tốc độ vòng chạy của mình ý, nó sẽ chậm hơn, tại vì mình phải chống chọi với những cái lực khác từ mặt đường, từ bộ Motion nó phản lại cho mình.
Còn khi mà chơi với motion này thì chúng ta sẽ phải nghiêng người, chúng ta phải gọi là gồng cứng lên để gọi là cảm giác là chống đỡ lại cái xe. Thì vô tình thì những người mới chơi motion như mình thì có lẽ là cái tốc độ của mỗi vòng đua nó sẽ thấp hơn, nó sẽ bị chậm hơn và nó xử lý không chính xác bằng việc chúng ta ngồi trên một cái rig nó tĩnh. Nhưng mà chúng ta đánh đổi độ sướng mà, ngồi rất là sướng, cảm nhận rất rõ là độ mặt đường các thứ như thế nào. Đấy, khi mình cua các bạn thấy là cả mọi người mình nó có vẻ văng sang một bên. Bây giờ mình chạy cái vòng này nó rơi khoảng tầm là 1 phút 49, 1 phút 50. Một sự motion này thì mình nghĩ là con số 50 là hơi khó. Cái bàn đạp VNM cho mình cảm giác nó chính là đạp. Thực sự nó rất là sướng như các bạn đạp bức tường ấy. Anh em phanh nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em dùng những con bàn đạp gọi là cơ bản. Tại vì bộ này ngày trước thì chúng mình có dùng một con bàn đạp của Moza, nhưng mình cũng có đăng, nhưng mà thực sự là đạp thêm rig như này thì bàn đạp của Moza rất là khó chịu. Tại cái bàn đạp RP Line đó là bàn đạp quá nhẹ. Các bạn nên dùng bàn đạp Luxell này, mà các bạn dùng những bộ rig, bộ khung thì các bạn sẽ cảm nhận được cái lực đạp phanh nó rõ ràng hơn và nó chính xác hơn và gọi là ổn định hơn. Cái âm thanh từ cái bộ loa này mình cảm giác nó rất là trầm và đúng như kiểu tiếng mô xe ấy. Khi mà để ở phía dưới này thì các bạn đúng là cảm giác là âm thanh đang dội vào mặt của các bạn, nghe rất là phê. Và cái bộ loa hai vi này thì mình thấy nó khá là hay. Và khi các bạn mua một cái bộ motion nó đắt tiền như này thì phải trang bị những cái bộ loa nó gọi là nó cao cấp một chút, như cái bộ loa hai vi D300 này thì mình thấy là lựa chọn rất là chính xác. Tại vì nghe bằng tai nghe nó sẽ không sướng đâu, nếu mà các bạn không có cảm giác về âm thanh ở trong môi trường, nhưng mà tai nghe nó sẽ bị như thế. Nhưng mà nghe bằng loa các bạn, âm thanh xung quanh các bạn cảm giác được tiếng bô xe, ở tiếng xe xung quanh như thế nào. Bây giờ thực sự là mình phải gồng người quá vào cái máy để chống đỡ lại, nên là mình còn chưa có một cái lát nào gọi là lát xanh, chưa có lát xanh nào cả. Và thực sự sau khoảng tầm 4 vòng nữa, khoảng tầm gần 10 phút mình tắt mồ hôi về cái bộ này. Nhất đó chính là cái lực đạp phanh rất là nặng ở giống xe thật. Tại vì các bạn đạp có thể thấy là rất là nặng, nhưng mà trên xe thật chúng ta đạp trên xe đua ấy thì khoảng tầm là 160 cân, thì các bạn phải đạp đúng, phải đạp phải dí cả người này thì các bạn mới đạp được hết phanh. Trên cái bộ này cũng là dàn xe đua nó như vậy. Và thứ hai đó chính là chúng mình phải gồng cái người mình lại để mình có thể chống đỡ được cái sự rung lắc trên cái bộ khung này. Và thứ bạn và những cái trải nghiệm của mình ý, thực sự là mặc dù các bạn chạy thời gian mỗi vòng nó có thể bị chậm hơn một chút, nhưng mà mình nghĩ là dùng về lâu về dài là có thể quen. Và cái thứ hai đó chính là cái trải nghiệm đua xe này thực sự là nó rất là khác biệt, thì các bạn có thể cảm nhận không phải chỉ từ vô lăng mà còn từ cả người các bạn và cả tai, khi mà hệ thống loa rất là ngon và các bạn có màn hình rất là to và gần như là chiếc màn hình các bạn nhìn gọi là nhìn ngoài đời ấy, rất là to. Và nếu anh em nào ấy mà có gọi là có đam mê đua xe, muốn trải nghiệm những công nghệ đua xe gọi là tiên tiến nhất bây giờ, hiện đại nhất bây giờ, các bạn có thể qua showroom Hacom ở 43 Thái Hà để các bạn trải nghiệm hệ thống đua xe với giá là gần 200 triệu như thế này. Và nếu các bạn muốn mua ấy, thì Hacom chúng mình luôn đặt sẵn hàng với các hệ thống từ 3 đốp như này đến cả 5 đốp cơ. Và tất cả hàng chúng mình đã up lên trên website của Hacom, các bạn có thể qua để xem các bạn phù hợp với những hệ thống đua xe nào nhé. Còn bây giờ, xin chào, gặp lại anh em.